Tổ 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B, 5 chỗ ngồi quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, phiên bản số sàn, phiên bản đủ quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Tất cả còn nguyên bản và rất là đẹp các bạn nhé. Đấy thì hiện tại chúng tôi đang có rất nhiều Hyundai Accent đấy ạ. Kể cả màu trắng, màu bạc, màu đỏ chúng tôi đều có hết và các đời quý vị và các bạn nhé. Đấy chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị và các bạn này. Tất cả đều rất đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy nhìn từ những cái phần đằng sau này, cụm đèn này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Không bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Dàn lốp thì còn rất là dày luôn quý vị và các bạn nhé. Cả bốn lốp đều rất là dày, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua về cũng chỉ việc chạy thôi. Và ở cái phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option rồi. Camera lùi, cảm biến lùi, khóa thông minh, đè nổ, start top, nội thất ghế da, đầy đủ rồi quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp cho một chiếc xe quý vị các bạn nhé. Phân khúc B sedan 5 chỗ ngồi, đấy dàn lốp rất là mới, rất là dày đấy ạ. Rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp luôn rồi, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý vị các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương, đầy đủ hết cả luôn các bạn ạ, không có thiếu một cái option nào cả này. Lốp đây các bạn này, lốp trước cũng còn rất dày, rất là mới này. Cụm đèn thì cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày, lưới tản nhiệt dạng tổ ong, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đầy đủ cả về phần đèn gầm và không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Cụm đèn pha cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là đẹp và còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Đấy thì về ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây các bạn này. Toàn bộ vô lăng cần số đều rất đẹp này. Đồng hồ công tơ mét là hơn 5 vạn km rồi các bạn nhé. Vô lăng cần số rất là đẹp này. Màn hình Android cũng đã được trang bị cho chiếc xe Hyundai Accent này rồi các bạn nhé. Nội thất ghế da hai màu, màu vàng kem và màu đen, rất là đẹp. Ở đây chủ xe cũng đã dùng cái lót ghế, cho nên là cái nội thất ghế da còn rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ táp lô cho đến táp bi cánh cửa, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ này, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới quý bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn đó là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 408 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ được thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent màu trắng sản xuất năm 2021 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ khai chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video. Và đây là cái phần lốp sơ cua của chiếc xe các bạn nhé. Phần lốp sơ cua cũng còn nguyên bản và còn rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đây. Và chiếc xe này thì đến cái phần thảm lót cốt còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Camera lùi này, đấy, tất cả còn rất đẹp luôn các bạn nhé.
cái phần bên phụ này thì nó hơi chật một chút, tôi đang quay tại cửa hàng cho nên là tôi vẫn mở ra cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ những cái phần keo chỉ cánh cửa này, đấy, đến táp bi cánh cửa này và nội thất ghế da từ phía sau này đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Ở cái phân khúc hạng B sedan thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc ASEAN này là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa cho nên là bấm tay kể cả cánh cửa bên phụ đây ạ, cũng là bấm tay để mở cửa nhé. Và tôi sẽ mở cái cánh cửa bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị các bạn thấy được toàn bộ những phần keo chỉ cánh cửa này. Táp bi cánh cửa phía trước bên phụ đây ạ, đều rất là mới này. Ghế da, đây là cái phần ghế bên phụ đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ vô lăng, cần số tay phanh, đây là màn hình Android này. Đấy, cần số tay phanh đều rất là đẹp ạ. Đấy, chạy nhiều hay là chạy ít thì quý bạn xem về những cái phần nội thất này nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Đẹp từ ngoại thất cho đến những cái phần nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp rồi ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc ASEAN 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần ốc cabo của chiếc xe. Ốc cabo của chiếc xe này là cũng còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả cho nên là còn nguyên bản và còn rất đẹp đây ạ. Đây là những cái phần keo chỉ là còn nguyên bản này, ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới luôn bạn ạ. Toàn bộ những cái phần động cơ nguyên bản này, ốc mặt máy và ốc chân máy là còn nguyên bản và còn rất đẹp quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai ASEAN sản xuất năm 2021 màu trắng lăn bánh 5.2 km này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.